Bây giờ nè, bây giờ nè, nói chung sáng nay nhiều người đến nhờ Kim Hải để báo án, con bỏ nhà đi rồi con xin làm trên mạng đưa qua Campuchia, nói chung là đủ thứ việc hết rồi, mấy chị này cho thằng đó công ty đồ này kia mượn tiền rồi mượn không có tờ giấy nữa hết, giờ nó kêu bắt ách thưa nữa, đó là mọi người là phải chia sẻ ở cho sớm mượn rồi. Nên mọi người là bơn tôi ngày này ngày thứ bảy quốc tình là tôi rất đau khổ vì người dân đau khổ cứ ước gì mà người dân được điện thoại tôi ngày được điện thoại ở nè nên bà con lại chia sẻ giùm. Alo alo đang lấy chim rồi tôi có gì không đó, bây giờ gia đình mình nhiệm vụ gì đây, gia đình nhiệm vụ gì cụ thể sao đây, rồi chị ngồi quay về hướng đi. Chị à, cho mượn nhiêu tiền hả, mấy trăm là mấy trăm, chị tên gì, chị năm nay nhiêu tuổi rồi, chị quê quán ở đâu, Củ Chi à? Rồi chị bây giờ cho hỏi này, chị cho người ta mượn tiền là trong cái mối quan hệ làm sao, bạn bè làm chung công ty đúng không? Dạ. Người ta làm công ty gì và chị làm công ty gì? Dạ, công ty Minxi. Bây giờ hiện nay là bây giờ chị cho người ta mượn có giấy tờ gì không? Dạ không. Tại sao? Tại vì chị em làm chung mà chỉ mượn đỡ em thôi à. Em không phải cho vay đâu, chỉ mượn đỡ em một tháng. Mượn đỡ mình tiền tiền của nhà, tiền đi mượn chỗ khác. Dạ, tiền em mượn một tháng, nhờ em mượn giờ mượn đỡ một tháng. Hết mấy trăm? Dạ, 300 mấy. 300 mấy là 300 mấy? 300 mấy. Khi nào ta hứa, khi nào ta trả? Dạ. 3 tháng sau giờ là người ta đâu rồi? Trốn mất tiêu luôn hả? Dạ, em có lên nhà thì người nhà có chấp nhận là chị đó mượn tiền em. Trời ơi. Đấy, bây giờ là chị cho mượn lâu chưa? Dạ, em mượn nay 2 tháng mấy. 2 tháng mấy rồi? Dạ. Bây giờ người ta trốn luôn rồi. Dạ. Ngoài chị ra chị còn biết hiện nay còn ai bị lừa nữa không? Dạ, còn trong xóm nhà chị đó nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Dạ. Người ta làm công nhân mà tại sao mà người ta đi mượn tiền mình tới mấy trăm triệu mà mình cho mượn? Tại vì mình giúp đỡ, mà mình giúp đỡ nhưng mà mình... mình phải nhìn rõ bỏ thóc chứ, ai lại là một cái người công nhân một tháng thu nhập là vài ba triệu mà cho mượn mấy trăm triệu thì đến cả đời người ta chưa trả được, mình suy nghĩ chứ. Trời ơi, hóa nghe điện thoại hóa. Rồi bây giờ chị làm đơn gửi công an chưa, chị làm đơn gửi công an chưa, chị làm đơn gửi công an chưa? Chưa luôn hả? Ồ, bây giờ khoảng bao tiền tất cả người ta lừa khoảng bao nhiêu tiền chị biết không? Hơn tỷ. Hơn tỷ luôn hả? Công nhân mà bây giờ hơn tỷ thì chắc là ba đời chưa trả được. Đúng chưa? Giờ chị mong có tiền để chị về. Trời ơi. Chị làm công ty tháng mấy triệu? 7 triệu mấy là chưa ăn đúng không? Ăn đi là chắc còn 1 2 triệu à. Thậm chí chẳng còn luôn. À, thế mà tại sao mình khổ như vậy mà đi mượn cho người ta là chi? Nói là em khổ lắm, em không có, tôi không có. Trời ơi, thua rồi. Bây giờ hôm nay chị đâu, ở đâu, Củ Chi tới đây hả? Chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này? Nói lớn tiếng lên. Em mong cộng đồng mạng giúp đỡ em, chia sẻ bài viết để cho em tìm đi về. Người ta họ tên là gì? Chị đó tên là Đoàn Thị Kim Ngoan. Đoàn Thị Kim Ngoan đúng không? Ngoan mà ngoan lừa đảo đúng không? Dạ. Rồi người ta năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1985. 1995, 85 đúng không? Tuổi xỉu đúng không? Người ta nguyên quán ở đâu? Ở Củ Chi, ấp Lầu 8, Củ Chi. Số nhà mấy? Số 6. Số 6 đúng không? Ấp gì? Ấp Lạc Thượng. Ấp Trung Lạc Thượng. Ấp Trung Lạc Thượng. Ấp Lầu 8 Thượng. Xã Trung Lạc Thượng. Rồi này, xong rồi, hôm nay này thua rồi. Thế chị cho mượn tiền như vậy là gia đình chị có biết không? Mới biết mình giấu hả? Dạ. Chị có nói là người ta là mối quan hệ là có bà con dòng họ gì không? Dạ, không. Không, chỉ là người ngoài thôi đúng không? Dạ, chỉ bạn bè làm chung, chơi chung. Bạn bè mà sao mình cho mượn giữ vậy? Giờ là phút này đi tìm cầu cứu này. Anh em đây đã cảnh báo rồi, tiền trong túi của mình là của mình. Đúng chưa? Tiền trong túi của mình là đưa cho cha mẹ hoặc đưa cho anh em hoặc đưa cho, đặc biệt là đưa cho hàng người ngoài là của người ta rồi. Bây giờ người ta trả hay không trả là cái quyền người ta rồi, đúng chưa? Thế bây giờ người ta bỏ trốn rồi, bây giờ đi tìm mệt mệt chưa? Mất công mất việc không? Mà tìm được bây giờ tiền thì chẳng biết còn hay không?
thấy khổ không? Trời ơi, bây giờ hôm nay chị đi về đây mấy ai, mấy những mấy người? Dạ, em đi chồng em với lại hai chị hàng xóm. Chị đi chồng, mấy chồng chị với hai chị hàng xóm nữa đúng không? Dạ. Hai chị hàng xóm cũng bị lừa giống chị luôn à? Ôi trời ơi, này mua rồi. À, cái điện thoại ấy, chuông đi dùm. Anh em đang làm việc. Rồi chị có điều nào chị muốn lên tiếng hay muốn để cho cái người mà lừa chị ấy, mượn tiền của chị ấy nhá. Để chị người ta trả chị đi. Nói lớn tiếng lên. Dạ thì đó, hả em mong á, nếu mà chị có xem được đoạn clip này á thì chị về để giải quyết đi, chị đừng có trốn như vậy. Về sẽ còn tìm cách giải quyết đó, giúp đỡ cho tụi em, chứ tụi em cũng chỉ là người hả cho chị mượn đỡ thôi, chứ cũng đâu có lấy lời lấy gì của chị đâu, mà chị làm ăn kỳ cục chị bỏ đi vậy. Giờ chị cầu mong á hả chị thấy được clip này chị về. Làm ơn mắc quán đúng chưa? Tiền trong túi của mình làm của mình, người khác là thành của người khác rồi. Đó, bây giờ thì chẳng biết là tìm kim đáy biển đây. Tìm được người ta, bây giờ người ta nói tôi xài hết rồi, tôi đánh chơi bời hết rồi. Mà tới đấy gì người ta trả rồi, bây giờ làm sao đây? Mỗi tháng tôi trả cho 100 ngàn. Đúng chưa? Mỗi tháng bây giờ tôi nuôi con hết rồi, mỗi tháng trả chị 100 ngàn. Thế là 10 đời nó chưa trả hết mấy trăm triệu. Đúng chưa? Mỗi tháng trả 100. Một năm trả 1,2 triệu là đấy là gà nó đẻ, nó đẻ đều. Mà gà mà nó đẻ mà tháng đẻ tháng không ấy thì có thể là nhiều đời sau chị chưa trả được đâu. Người ta chưa trả chị đâu. Rồi, này thua luôn rồi. Đây tiếp tục cái câu chuyện là thực sự là trong thời gian vừa qua anh em Hiệp Chí Bình Dương ghi nhận rất nhiều thông tin. Rất nhiều người hiện nay về đây cầu cứu anh em Hiệp Chí Bình Dương. Đó, để đăng tải thông tin để tìm người thân. Đặc biệt hôm nay rất nhiều người này bị lừa đảo. Đó, lừa xe, lừa đảo đủ các thứ luôn để tìm con. Đó. Đấy, nhìn tội không? Đấy. Bây giờ hôm nay chị đến đây nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương tìm ai đây? Dạ, tìm gái chú. Con gái chị họ tên là gì? Dương Thị Bảo Ngân. Dương Thị Bảo Ngân à? Dương Thị Bảo Ngân. À, con chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi rồi, học lớp 11, nó đang đi học là nó đi luôn. Đang đi học là đi luôn. Dạ, bữa 30 tháng 3. À, chị có biết là con chị đi đâu không? Dạ, có một nhóm bạn rủ con em đi. Một nhóm bạn rủ con em đi? Dạ. Đi đâu chị biết không? Đi qua bên cái tỉnh khác. Tỉnh khác là tỉnh gì chị biết không? Huyện khác như là bên tỉnh Bến Tre đi, rồi là qua bên Tiền Giang thôi, vậy vòng vòng đó. Chị quê ở đâu? Quê Bến Tre. Quê Bến Tre, chị cho em hỏi chị họ tên là gì? Chị Lai. À, chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 53 tuổi. 53 tuổi nha. Rồi con chị là năm nay là 2006. 2006. 17 tuổi. 2006 là năm nay 17 tuổi. Dạ. Yeah. Con chị đúng rồi, đang đi học nó chưa ở nhà trường, đi học qua cái nhà trường báo cáo là nghỉ 3 ngày. À. Rồi mới mua cho chiếc xe đó rồi cái đi luôn. À. Trước đây là con chị đã đi bỏ nhà đi bao giờ chưa? Dạ không, con không, không phải vì con mình là rất ngoan, đi đâu là thưa về thôi. Rất ngoan nhưng bây giờ là hết ngoan. Dạ. Rồi bây giờ là tự nhiên cái đi vậy đó, rồi nhắn tin được không mà điện thoại không được luôn. Dạ. Dạ rồi bây giờ chú không nhận. Chị có điều nào chị chia sẻ trên video này? Dạ. Để hy vọng là chị sẽ chia sẻ trên video này, để hy vọng nhờ mọi người ai biết được thông tin. Dạ. Rồi chị hôm nay đi này từ lúc mấy giờ đến đây? Đi hồi 5 giờ. 5 giờ luôn hả? Có mệt mỏi không? Mệt lắm không? Mấy tháng nay cha cha với mẹ tìm kiếm quá trời không gặp con. Tìm kiếm quá trời luôn hả? Chị có nhớ con không? Dạ, con đi bao nhiêu ngày rồi? 4 tháng rồi đó chú. 4 tháng luôn rồi? 4 tháng rồi, đi 30 tháng 3 đó rồi cũng tìm quá. 4 tháng nay rồi bây giờ chị mới đi tìm hả? Hay cho bây giờ hay sao? Hay tìm 4 tháng chưa có? Kiếm còn rồi không có đó chú. Trời ơi, 4 tháng. Rồi cái, con chị đi là mang theo những cái gì? Mấy, có cái điện thoại với chạy chiếc xe mới mua, chiếc xe sáng. Xe gì? Xe 50. Biển số mấy chị nhớ không? Dạ, không nhớ. Không nhớ luôn hả? Ồ. Xe quay. Này xe thua quay rồi. Màu này thua rồi. Dạ, cái nhóm bạn đó là 30 đứa. Hôm nay rất nhiều à? Bỏ rồi nhà
trường báo cáo là đi học thế nhân học, rồi mấy 5 giờ mới kiếm luôn, rồi báo công an xã quá, người ta cũng kiếm rồi cũng không gặp. Bây giờ con gái chỉ có thể là bị chúng nó rủ rỗ vào các trung tâm massage karaoke rồi, hoặc thậm chí bán ở nước ngoài rồi, bởi vì anh em hiện nay giải cứu rất nhiều rồi, đầu và thiếu nữ 16, 17 thôi, 13, 14 thôi, nhưng mà đặc biệt là con chị là trên 16 rồi, là khó, không dễ như những đứa trẻ khác đâu, càng nhỏ càng dễ, càng lớn càng khó. Rồi để từ từ anh em tìm kiếm nha. Rồi nói chung ra là bây giờ sáng mơ thì có thấy có cái ca này rất là khó, lúc sung sướng điện hiệp sĩ, lúc cực khổ điện chỉ quen với trên Zalo, trên mạng xã hội với chỉ gốc thành phố Hồ Chí Minh mà chị đỡ được, chỉ quen thằng này Hải Dương nhỏ mà ông 5-6 tuổi rồi, thằng này nó vừa quen rồi nó mượn tiền 100 triệu, rồi giờ nó mượn căn hộ 200 triệu, rồi nó kêu bà này đứng ra xã, bây giờ bà này đứng tập kết thì căn hộ chiếm bà đó đó, về bà con thấy tôi thấy rất là buồn. Chị phụ nữ mình sao dở gì thiệt á, biết là tôi thấy tôi đau, đau khổ của mấy chị phụ nữ quen với bạn trai mà bạn trai mà nói tiền bạn không biết tiền đủ đi liền, thằng đó nó được sướng và được tiền đó, còn tụi này không được nhưng mà được mệt, ai ăn không, đây là hút vỏ thấy không, ai ăn hút vỏ cũng gì bà ăn không nổi, bây giờ ai ăn là đi thì hút vỏ đó, giờ bà thấy cái trà này khó thì lúc sung sướng thì hú ý rên ừ với nhau, lúc khổ nhất thì mất tiền mất bạc bắt đầu về đây cầu cứu. Đấy. Lúc cần khổ thì hiệp sĩ Minh Hải, lúc sung sướng thì anh Hải cho sướng, coi anh em xem ké tiếng được. Anh em xem thôi, nếu có người là xem không xem. Giờ mới đi. Mày 4 tháng mà tối 300 triệu. Đấy. Mày, mày thua. Mày cực khổ quá. Cái lúc cực khổ mà mới điện điện thoại. Giờ bác đấy là quay bình mặt, bác quay đường nó lên. Được. Phải bịt mặt đi. Rồi bịt mặt bà cũng được, nhưng mà bà khôn quá. Bà khôn quá. Tôi rất là đau khổ. Lúc xuống thì hiệp sĩ đang thiếu nè. Bà khôn quá. Cho nó ăn xong giờ uống giờ. Nói chung là ở đây hiện nay là không một cái phi vụ nào giống phi vụ nào, lừa tình lừa tiền, rồi là quen trên mạng, quen internet, rồi quen trên máy bay, rồi quen trên khơi, trên đọc cái trên đâu không à, tiền thì giờ mất, người thì giờ không thấy đâu cả, mất cả người tình luôn. Đấy, giống như cái chị hôm qua, chị nói là mày lái máy bay tao, mày không biết lái, mày rất cứ tao để thả ra sông. Đấy. Đấy, khổ thế đấy. Đấy, bây giờ còn rất... Đấy, bây giờ còn rất nhiều người đây, rất nhiều người đang chờ đây. Mọi người là bận cảnh giết nha. Còn ai mà chưa có nè, ai mà chưa có nhiều thế này có nhiều. Đây. Đấy, ai chưa có người yêu đến đây. Anh em làm ai cho. Đó. Rồi anh Hải giải quyết đi. Nói chung là tôi rất là buồn thiệt, rất là buồn. Chị này bây giờ sao chị rất là buồn thiệt. Bây giờ tôi phải đưa hình ảnh nó lên thôi chứ sao. Chứ chị quen mà chị để cho nó, chị để nó được tiền và được sướng nữa. Còn hiệp sĩ đi, đang hiệp sĩ đang không có được gì hết mà giúp điện tử nè, điện tử không một bơi ơi, tôi buồn quá, bữa nào vô giúp phụ lay kim phụ chứ gì chết rồi, đúng con xíu điện tử nó cục khẩu điện sĩ điện tử không một bơi ơi, chắc buồn quá, chắc điều này chắc tôi ước gì ao gì ngày nào người dân được có đến nhờ thứ nãy được cái điện hội đừng giúp đỡ chứ gì chết rồi, ngày nào cũng vậy này, thứ bảy mà giờ này chưa được nghỉ ngơi đó. Đó bây giờ nè, để cô điện nó, tôi hỏi nó coi sao, nó cho nó lên mạng luôn đâu. Cho lên mạng nghe lúc sướng xong chịu điện hợp sĩ. Sướng quá điện, trời lúc sướng hết điện rồi. Mới cực hậu điện, phải không? Buồn ghê mà chú ơi, buồn quá thiệt. Ở đây mình đang thiếu, cho phải xuống sướng đâu. Thiếu không cho. Đang thiếu mà không cho. Mà đến hồi mà người này dư quá, người thiếu quá. Cả năm nay, gần cả năm nay tôi thiếu, nó thẳng luôn. Gần cả năm nay thiếu, buồn ghê vậy. Rất là đau khổ. Ủa con anh gì đâu rồi? Anh này anh sao? Anh nói tôi nghe anh bị vụ gì? Nè. Chị bị anh bị gạt giá tiền xong. Bà con bác loại chia sẻ với tôi cảnh giác không cho, không lên mạng mượn tiền quay tiền. Chị anh này quay tiền bị mất tiền thôi. Đó, bọn tội phạm hiện nay là quay tiền, không có ngân hàng nào trên mạng mà quay tiền đó. Ha, đó. Không ngân hàng nào quay tiền trên mạng hết. Đó, rồi đúng rồi, điện tử không một bê, buồn quá thiệt. Lúc con sướng không điện hiệp sĩ mà lúc cực khổ là điện đó, nên bà con cũng thông cảm ha, cảm ơn gian dở nha, gian dở cũng giống mình cũng đang gian dở đó, bà con bác là bận chia sẻ mạnh là bây giờ chị em phụ nữ là bận cảnh giác, không có coi kênh hiệp sĩ Quỳnh Hải để biết cảnh giác thôi chứ bây giờ quá chuẩn bị rồi, quá chuẩn bị đó.
bà con bác nội chia sẻ. Anh là quê đâu? Hay danh anh tạm trú đâu? Bình Phước hả? Từ Bình Phước ra đây hả? Bây giờ cái số đổi đó còn không? Đó, con nói anh em chị em là bơn được cái dây tiền anh trên mạng nha. Cái gì trên mạng là lừa đảo ha. Nên mọi người là bơn cảnh giác của tôi hiện nay là rất là đau khổ ha. Nhiều người đến đây tên là vụ gì không mà ha. Nên mọi người là bơn chia sẻ ha. Chia sẻ ở đây anh em ai cũng giúp, không bỏ một ai hết. Nhất là các anh em chị em ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ thường cũng lên đây, đến đây. Mà buồn nhất là cái ca chị này mới quen 4 tháng bị nó là mà nó mượn hết 300 triệu. Cầm xuống nhà luôn hả? Xuống nhà có cầm không? Ừ. Trời ơi, thiệt xuống nhà cầm luôn, chết rồi. Buồn thiệt, cái ca này buồn thiệt, quen 4 tháng. Không biết thằng này nó không phải buồn ngãi, nó có cây bùa chứ phải buồn ngãi. Không nhau. Không nhau chú, nó có cây bùa chứ phải ngãi không? Nó có cây bùa không? Không biết nó làm 4 tháng nó được bao nhiêu lần mà sao mà 300 triệu có thấy cũng buồn đi. Như vậy nó nói thay chị nó bao nhiêu lần. Thay chị nó bao nhiêu lần mà nó buồn ghê đau khổ. Chị em phụ nữ mình nhẹ dạ quá. Chị em phụ nữ làm bơn nè, thằng này nó nhỏ hơn 6 tuổi. Chị em phụ nữ mình làm bơn cảnh giác nha. Quay với bạn trai mà nó vừa vô mà nói là nó mượn tiền không, thì đủ nó luôn đi nha. Chứ nó biến luôn nha. Đấy, tôi điện thoại cảm ơn mọi người hãy chia sẻ mạnh lên. Cảnh giác những vấn đề trên mạng xã hội nha. Cảm ơn mọi người.